Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài tập 84 sách giáo khoa trang 35 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu sau có chia hết cho 6 hay không. Vậy thì các bạn dọn lại cho cô sách giáo khoa trang 34 và trang 35, chúng ta có hai tính chất phải nhớ. Tính chất thứ nhất này, nếu A chia cho M, B chia cho M thì A cộng B chia cho M. Và tính chất thứ hai, nếu A không chia cho M, B chia cho M thì suy ra A cộng B sẽ không chia cho M. Các tính chất này trong sách giáo khoa được thể hiện với tổng thì tương ứng với hiệu chúng ta cũng sẽ có các cái tính chất như thế này. Nghĩa là A chia cho M, B chia cho M thì A trừ B cũng sẽ chia cho M. Hoặc là A không chia cho M, B chia cho M thì chúng ta có thể kết luận là A trừ B sẽ không chia cho M. Vậy quay trở lại bài toán này, chúng ta sẽ lần lượt xem là các số bị trừ và số trừ có chia cho 6 hay không. Với ý A nhỏ, xét hiệu 54 trừ 36. Vì 54 có chia hết cho 6 đúng không ạ? 54 chia cho 6 cho chúng ta kết quả bằng 9. 36 thì rõ ràng chia hết cho 6 rồi. 36 chia 6 được 6 đúng không ạ? Vậy thì chúng ta kết luận hiệu 54 trừ 36 chia hết cho 6. Ý B, xét hiệu 60 trừ 14. Cũng một cách lập luận như tương tự như ý A. 60 chia hết cho 6. Tuy nhiên 14 thì lại không chia hết cho 6. 14 không chia hết cho 6. Vậy thì chúng ta kết luận là hiệu này, hiệu 60 trừ 14 sẽ không chia hết cho 6. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.